Ok nha, HCO đang trở lại với channel mình là Dung Min Min đây. Thì hôm nay chúng ta đến với tập 15 của series học sinh cá biệt ha. Và hôm nay mình sẽ đi lấy chiếc la bộ đi ngày qua chúng ta độ. Hôm nay sẽ đi đua chính thức nha. Hôm nay sẽ so tài với tất cả các xe trên thế giới luôn. Không lộn. Hôm qua chiếc của chúng ta đã được lưu rồi. Lambo nè. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cho trời sáng là đi đua ha. Bây giờ chúng ta có thể gặp bất kỳ xe nào, có thể rủ nó đua được luôn. Xe mạnh, xe yếu gì, miễn mình chọc tức nó là nó sẽ đua mình. Audi G8 kìa, S nha. Đó. Chọc nó. Đó, ok, nó đã chịu chơi rồi. Chúng ta sẽ đua được hẳn nha. Đây, 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 lên đây bạn. Chúng ta sẽ đua ở đây tới đây đi khoảng 1 km đi. Lên nè. Nếu nó muốn đậu bên phải mình. Ok. Chuẩn bị đua nào. Trở lên bảng. Đó. Chuẩn bị. Tăng tốc nhanh nha bạn. Nhưng mà mình chạy gian yeah, win. cái này không quan mình chính đại, mình sẽ đi đi tìm những cái chỗ mà đừng ấy ra mình dụ nó ha. Đùa thử cái này ai. Ok, nó chấp nhận lời kết bạn, lời rủ đua của mình rồi. Sẽ tìm một cái nơi này cũng như đừng hẳn so tài ở đây nè. Không phải. Không, mình sẽ dẫn nó lại đẳng rồi mình mới tích điểm rồi mới đi đua. Đi bạn theo tôi. Mình chạy hơi bị nhanh nè, không biết chiếc của nó đua lại mình không nha. This shit. Đó, chạy công bằng đàng hoàng nè. Lại đây men. Đó, nó tới kìa, chúng mày chắn cho nó. Thằng nó chạy ngu vậy. Chạy tông cục điện rồi. Mình giúp nó. Các bạn nhớ đủ 3.000 like sẽ có video mới nhất nha. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh mình thì bấm vô nút đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn. Đó, rồi anh em comment ý kiến của anh em về chiếc xe này cũng như là cho đuôi với ai không. Đó. Sẽ chọn thẳng luôn. Sẽ đuôi tới đây ha. Đó, so tài cao thấp với chiếc gì đây. Con Westy hả? Đó. Để dùng tua máy hấp hấp thôi. Mình tăng tốc bị trượt bánh ta. Ôi chiếc này không có tuổi đâu mình bạn ơi. Nó nè mình chạy mình nhè. Thả nó luôn á. Nó đụng rồi kìa. Mình thả luôn á. Nó được cái tăng tốc nhanh hơn, nó có động cơ điện thôi. Nhưng mà lái vẫn ngu. Nè. Hết vô, không có đủ kiểu như là chinh. Anh về trước cả cây km nha. Á à, đúng rồi. Nè tới đây. Chắc mày nè. Đó. Bây giờ tao mới chạy à. Ây á. Trời ơi, hôi nhã. Thua rồi. Oh no. Oh no man. Điều thích cái này coi. Ok, let's fight. Thằng này mình chạy không tha nó đâu. Sẽ đua tới đâu đây? Đua tới đây nè. Nè đó. Ở đuôi chiếc Hunky á. Đuôi chiếc SUV hẹn sang hả? Chơi luôn. Tới đây em. Thằng này nó hết đậu bên trái mình giữ. Đậu xe ngu vậy, lên đây đậu thành quỷ. Đó. Mình phải đợi nó chạy ngang mình để đua được. Cục đỏ sức này không cân tài cân sức lắm. Đó. Đó, nó bó kẹt ba cái chạy.
anh tóc bị trượt hoài luôn, da tóc mình nhanh quá. Nó lái ngu. Đấy, chỉ là gà thì đua xe đường phố nha. Nó không có trình mà nó mới chạy trong 120 à, 150 à. Mình muốn qua mặt là mình qua liền. Không mà ngán. Cứ chạy theo đích để chơi, lúc cuối dựa thôi. Này mấy cái mã lực này rồi đuôi này là quá dư thừa. Đó, tới Đức Cúc nè. Đó. Tuổi gì? Sorry nha, em rất mạnh nhưng không phải tại em yếu mà tại anh quá mạnh. Đó, để kiếm mấy xe nào tương xứng mới được. Chứ làm bộ thì quá bá rồi. Ở đi khắp mọi miền tổ quốc tìm kiếm tay đua nào ngang tài với mình, không tìm kiếm xe nào mạnh ngang với nhầm. Đua xe đạp không? Thử coi rủ xe đạp có đua không ta? Ơi xe đạp có đua luôn nè, ok man. Chặng này là hơi bị căng à. Lamborghini đủ chạm chén xe đạp nè các bạn. Bên này tí đó nó chọn luôn, nó chọn địa điểm luôn. Lamborghini đi đua xe đạp kinh thôi, mình chơi mình fan like chắc nó chạy trước 10 giây năm giây nữa mẹ nó sắp tới rồi. Let's go, 10 giây đã trôi qua. Ui chạy đâu rồi, cái đích đến bên đây mà, cái đích đã đến ở đây à. Mày nó bị khùng rồi, tỉnh lại đi anh bạn sắp mặt nha. Frankenstein tài xế đã chết. Mình đụng chết luôn, kinh quá, nó bị khùng rồi, nó chạy ngược, nó ngược hướng chạy lên đây làm cái đường qua, phải qua cái cầu này nó qua được. Nhờ nó bị khùng, nó chạy một mình nó cô đơn quá, em cô đơn quá nè, kiểu như là nó chạy luôn nè. Để mình gũ kiếm nào, mình gũ ra trường bay đua không, không mình pin trước vượt đi trước, nó tưởng là gũ đua tới đó. Đó anh Phượng, anh nào cũng đua em không? Ok, một anh cũng đua với mình. Đua tới sân bay nha. Thôi mình tăng tốc mình dựng lên liền luôn á. Nhưng mà vẫn cho chạy đi. Ưu tiên fan like với bạn. Bạn hãy comment chiếc xe mà bạn muốn mình sắp đi đua với toàn thế giới ha. Đi hết map luôn, kiếm nhân tài đua hết. Cũng như đừng quên like, share video này, đủ 3 like sẽ có video mới nhất nha. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm vô nút đăng ký giùm mình nha. Hãy cứ bấm đăng ký đi, tại vì nó free ha. Chạy 150 các bạn. Vậy này chắc cho mình cho nó hết khói quá. Cho hết khói, Michael nó sặc luôn rồi. Mấy cái đạn. Vậy sao đủ quá mà, trời ơi bá chủ quá. Bá đạo chứ không phải bá chủ. Vừa chạy vừa đòi rip luôn. Win. Đợi cái bạn nào đua mà nói đua nước cút nè. Nó có em nào ở đây siêu xe không ta? Tiếc là mình không có spam siêu xe sẵn ra rồi cho người lái là được. Rồi rip nè. Ui, đó ghê chưa. Xây một vòng rất là đẹp luôn. Tại lái chuẩn không phải vậy. Đó. Quay đầu ngược lại luôn. Đó chuẩn chưa. Trời chưa chuẩn.
Chuẩn đường là phải xây giáp vòng luôn, xây 360 độ luôn mới đẹp. Để mình lên cao tốc mình kiếm siêu xe mình dẫn độ nó lại đây. Mình gạ đua nó. Chiếc của mình quá mạnh rồi. Tại cái nước đầu nó tăng tốc nó hơi bị trượt bánh chút thôi chứ nó mạnh lắm. Để coi mình có chỉnh 100 mã lực không, 100% công suất không, xuống 0% luôn mới công bằng đúng không. Cho nên chơi fan này đua trên cao tốc luôn đi. Thách thức siêu xe trên toàn cao tốc Mỹ chạy được chiều là thấy thách thức rồi. Những chiếc nào mẹ nhìn siêu xe chút coi, toàn xe cù miếng không vậy. Ấy trời ơi, hách não kìa, chạy xét trong lề rồi đó. Oh my god, sáng lên đi. Super khả đâu. Mình đang lùi xe trên cao tốc. Kinh. You got lucky, buddy. Không mấy siêu xe trời. Còn mấy chiếc Bentley gì không? Bỏ 100 á, 100 công sức nó đỡ bị trượt đó. Ôi có bạn, ôi trời chiếc này mà đòi đua mình hả? Tuổi? Có tuổi hả? Ôi đậu trên cao tốc ghê các bạn ơi. Không bể ăn gạo cho nó qua được. Này lái ngu nữa. Ôi không có ngu nào giống ngu nào mà. Ở đây em, mình đã gạ chịch được một em béo bở quá trời mập luôn, không biết chạy lại mình không nữa. Đuổi tới đây nha. Vô con xịt gì, đuổi nè em. Ở đây nè. Ôi chữ mình xe cù bắp kìa, thì trời tuổi. Chưa ra miễn rồi. Ủa đó, chắc thẳng cao luôn, chắc chạy 100 thôi. Nó vượt xe gái thấy cực khổ phải không? Chấp chạy trước đi. À bây giờ tới thời kỳ đỉnh cao của mình. Nhanh lên bạn. Trời ơi chậm quá. Tệ quá. Fucking YOLO. What the hell, không có xe nào siêu xe hết vậy. Audi Audiết cái kiểu đâu. Hôm nay toàn xe mẹ mồ côi cha mồ côi mẹ gì không vậy. Đó, có chiếc mua trần nè. Anh đâu em mua trần đi, chứ bán kia là không đủ trình nè. Gạ đã gạ thành công. Đậu vô đây nè em.
chủng rồi đó. Đùa tới nái luôn, tới đây luôn nha. Chấp. Chấp 10 mét. Thằng xịt nó chạy ngu. Chạy heo đó luôn, có đi đâu. Chạy ngu vãi. Không, nó chạy lên này, chạy lên này nha. Được. Nhanh lên em. Chiếc Rapid GT. Ui nhanh vậy. Em chạy gần 200 km/h trên giờ, 108 nè. Để mình đẩy tiếp nha. Tiếp cận ít. Đẩy. Quá gây cắn các bạn ơi. Xe mình đủ tốc độ để vượt qua. Mình muốn một pha fan lay. Đó, chắc quay nước rút mà đang song song không. Ok, nước rút. Đó, đẳng cấp và chiến thắng. Một pha nước rút vừa rồi mới nói hai chạy ngang ngang mà chỉ cần tăng ga nhẹ phát. Bugatti kìa phải không? Không phải, chiếc nãy. Ý trời ơi, làm gì hắn dữ ra. Hắn nó đạp phân sao, đạp phân tay đi. Mình gạ cảnh sát được ta. Cho mày chọn á. Model cassette nè. Nước cút không mày? Mày tính đua nước cút với mình à. Thiệt là mình bỏ nó luôn á. Nếu đúng rồi nữa, đua nước cút. Không, đâu có trình mà gửi theo mình. Easy. Nó ngủ chơi trò này sao nó chơi lại mình. Xe nào hiện đại giúp coi. Túng lắm mà nữa. Mấy anh chạy cao tốc cũng chạy về chán lắm. Ấy coi, mình thấy bên kia có siêu xe chạy ngang. À đây nè, đây có chiếc nè. Chiếc này cũng ok thôi. Cái gì đây ta? Đó, đó. Nhìn cũng đẹp lắm, nhìn như Cadillac kìa. Vô lề đi em. Anh qua vô lề đi. Đó. Đời ơi, lái ngu với bạn. Quẹo lề cũng không biết nữa. Cho mình chọn, để mình chọn nha. Nó chọn rồi. Cái cút nữa hả? Đường đông quá. Ôi, tới nơi kìa. Công bằng đi. Đó, bây giờ mới đúng cái cút nha. Rồi đẳng cấp để chứng minh mình thắng. Chị lại đi em. Mình sẽ ngủ nó chơi đường dài coi như thế nào. Ủa mày, mày phanh xe mày làm ơn đừng đạp phanh tay người ta cái. Mua người không? Bỏ lên đây. Đua hẳn như đây luôn nha. Đời 3 thôi đấy, qua được rồi. Đó, cho lái trước. Fast and Furious. Nó hạ kính xuống rồi. Ôi nhanh à, này lái cũng được à. 150 phải không? 16. Để đua xe mở rộng cúp lư hương. Mọi người nhớ đăng ký kênh nha mọi người. Đó, bây giờ đẳng cấp mới thể hiện nè. Bỏ đi mất tiêu luôn. Nó không có cửa để đuôi mình. Lâm bồ quá bá. Mình bỏ nó xa lắm rồi. Easy win. Ô
Ok vậy ha, và video hôm nay sẽ kết thúc tại đây ha. Nếu các bạn hay thì quên bỏ lại một like, subscribe để ủng hộ channel của mình. Ok chào các bạn.